hoàng hậu duy nhất phế một chân, mù một mắt vẫn được vua yêu chiều. Hiếu Trang Duệ Hoàng hậu hay còn gọi là Tiền Hoàng hậu là hoàng hậu duy nhất của Minh Anh Tông. Bà xuất thân nhà võ tướng, thông qua tuyển tú trở thành hoàng hậu khi chỉ mới 15 tuổi. Bà được đánh giá là người có vẻ ngoài đoan chính, tuy không sắc nước hương trời nhưng nhân phẩm khó ai bị được. Trong một trận chiến với quân Mông Cổ, Minh Anh Tông bị quân địch bắt làm tù binh, 66 đại thần chết trận, trong đó có cả cha và anh trai của Tiền Hoàng hậu. Nỗi đau này khiến bà nhanh chóng đổ bệnh, nhưng nghĩ đến chồng còn nằm trong tay địch, Tiền Hoàng hậu đã lết xuống giường, ngày đêm quỳ khấn ở Phật đường cầu bình an cho Minh Anh Tông. Việc quỳ khấn liên tục cộng với không ngừng khóc thương đã khiến bà bị phế một chân và mù một bên mắt. Năm đó bà chỉ mới 24 tuổi. Cuối cùng Minh Anh Tông cũng được trả về giam lỏng ở Nam Cung. Tiền Thị Sinh được vào đó sống cùng chồng, khổ cực và eo hẹp đến mức phải lén theo khăn tuồng ra chợ bán để kiếm sống. Dù khó khăn nhưng Minh Anh Tông hết mực yêu thương và chăm sóc cho bà, họ đã có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Vài năm sau, Minh Anh Tông phục vị, quay về lại hoàng cung. Mọi người đều khuyên ông nên sắc phong Quý Phi Chu Thị lên làm hoàng hậu, bởi vì bà là người sinh ra trưởng tử Chu Kiến thăm cho vua. Nhưng bất ngờ thay, Minh Anh Tông vẫn sắc phong cho Tiền Thị lên ngôi hoàng hậu. Tình nghĩa sâu nặng của cả hai đã khiến không ít người thời bấy giờ ngưỡng mộ. 7 năm sau, Minh Anh Tông lúc này sức khỏe đã suy kiệt nhưng vẫn lo lắng cho Tiền Hoàng hậu. Ông đã hạ chỉ dụ Tiền Hoàng hậu là hoàng hậu duy nhất được hợp táng cùng ông sau khi qua đời, để tránh việc sau khi ông mất, Chu Kiến Thâm lên ngôi sẽ truy phong Chu Thị thành hoàng hậu và hợp táng cùng ông. Đúng như dự đoán của ông, 4 năm sau khi ông mất, Tiền Hoàng hậu cũng qua đời. Chu Thị lúc này là Thái hậu, đã ngang nhiên làm trái di mệnh của tiên đế, đòi không cho Tiền Hoàng hậu hợp táng cùng Minh Anh Tông. Các đại thần thấy vậy liền khóc lóc cầu xin ở cửa thành Văn Hoa để gây sức ép. Cuối cùng, Tẩm Lăng được chia làm 3 phần cho cả Chu Thị chôn cùng. Nhưng bà lại lén cho người xây một bức tường ngăn cách mộ của Tiền Hoàng hậu và Minh Anh Tông, và không cho phép ai được bước vào lăng mộ này. Mãi sau này, hậu thế mới biết đến câu chuyện này. Dù bị ngăn cách, nhưng thiết nghĩ tình yêu của Minh Anh Tông và Tiền Hoàng hậu vẫn sẽ mãi là một tình yêu đẹp. Phá vỡ đi quy chuẩn đế vương phải đi cùng mỹ nhân và đế vương bạc tình,